vpgame.vn, shop nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Ok, chào toàn thể các anh em đẹp trai và chị em đó là xinh gái đến với channel của mình. Thì clip này mình chơi đó là anh chàng Triều Vấn. Nhắc tới xoài cá Triều Vấn thì biết bao nhiêu đó là cô nàng điếu đứng. Nhưng mà trong game thì thực sự Triều Vấn giai đoạn đầu game như kiểu đó là chất tưởng con nít ấy, trẻ thơ ấy, cực kỳ là yếu ớt, rất chi là mong manh và dễ vờ. Nhưng mà càng về sau thì Triều Vấn lại càng cứng cáp. Người ta gọi là tuổi 17 bẻ gãy xương trấu khi mà Triều Vấn có khoảng đó là 20 điểm nội tài rồi. Thì thực sự nó trở thành đó là một con quái vật. Một lượng đám công vật lý cực kỳ là khổng lồ được cộng thêm, cùng như đó là càng về sau thì Triều Vấn càng mạnh mẽ, càng bá đạo. Thì ở clip này mình mang đó là Triều Vấn thì để thực hiện một cái thử thách, đó là thứ nhất, đó là lượng đám của Triều Vấn khủng như thế nào, cũng như đó là cái lối trang bị và bảng ngọc, cũng như là lượng đám chỉ mang của Triều Vấn để xem nó có phá những kỷ lục trước đấy. Đó là mình làm đám chỉ mang Triều Vấn lên đến đó là 6k, hơn 6k, đó là chuyện bình thường. Thì dù sao đi nữa, giai đoạn đầu game thì cũng phải phá một cách an toàn, phải phá một cách tốt nhất. Thực tế ở trận đấu này thì tên mình khá là xấu một xíu, khi mà hai ống ở vị trí thứ F4 và F5 đó là pick, đó là tránh mid luôn anh em ạ. Thực chất thì không phải tránh mid, nhưng mà hai ống nhường nhau pick, cuối cùng lại hai ống tránh pick một lần, đó là mid luôn. Nên là ở trận đấu này thì tên mình đó là có hai pháp sư, nhưng mà cũng rất may đó là có sự chống chịu đến từ á thú nữa nhá, nên là cũng hạn chế phần nào đó sự mỏng manh và dễ vờ của tém mình. Thì pha này thì Natalia choáng được rồi, pha này mình buồn tí luôn, trúng một người và Violet tém địch thì cũng phải lên bảng điểm số luôn, hơn nữa thì cũng lấy mang được của ít sát. Thực tế thì ở trận đấu này tém địch khá là đẹp, sự cơ động của đó là Narok, hơn nữa sự chống chịu đến từ bá đúng, sự khó chịu đến từ đó là ít sát, cộng thêm đó là sự sát thương đến từ Violet nữa. Ở đường ta thân thì có vẻ tém binh thẳng thế hơn, đó là khi mà á thú thì chỉ phải đối đầu với một dốc cớ, nhưng mà để á thú hạ gục được dốc cớ thì cũng khá là khó. Thì Triều Vấn là chất tướng mình nói khẳng định là dễ chơi, nhà nhà chơi được, người người chơi được, nhưng mà để phát huy được sức mạnh của Triều Vấn cũng không phải ai làm được. Đặc biệt là càng lên mức rank càng cao thì chơi Triều Vấn càng khó, bởi vì tém địch đó là hiệu chất tướng rồi. Ví dụ như sơ lím chẳng hạn, ở những mức rank thấp thì anh em có thể đó là thường xuyên sử dụng, nhưng mà khi mà lên mức rank đó là cao thủ rồi, sơ lím thả chứ cũng chả ai dùng nữa. Bởi vì sao? Bởi vì người ta hiểu đó là chất tướng, người ta sẽ ép đầu game một cách cực kỳ là mạnh mẽ, gọi là đầu game không cho farm luôn. Thì khi mà đã không cho farm rồi, người ta cứ ép mua liên tục thì anh em sẽ phế dần đi. Thì Triều Vấn cũng vậy, Triều Vấn là chất tướng đó là Velvet, nên là ở mức rank thấp thì anh em cứ chơi theo thoải mái, bởi vì rank thấp thì người ta đó là chủ yếu là đánh theo hướng đó là khu nhuế, có khi gần thẳng đến nơi rồi thì vẫn đó là hám màng và không kết thúc được trận đấu. Nên là việc để Triều Vấn giai đoạn cuối game hoặc là sơ lím giai đoạn cuối game sánh sao thì không phải bàn cãi nữa rồi. Nãy giờ thì liên thuyên một xíu thì mình cũng được đó là hai màng chơi vui, cũng như đó là 5 màng hỗ trợ rồi. Với Triều Vấn thì được hỗ trợ càng nhiều thì càng tốt, bởi vì nội tài của Triều Vấn khí hà hoặc phù thì được cộng thêm đó là 12 công vật lý, tối đa lên đến đó là 20 điểm hà hoặc phù. Thì anh em thử cộng lên đó là có tới 240 công vật lý, lớn hơn đó là một công vật lý của món đồ đắt tiền nhất, đó là cái nanh luôn. Vì thế người ta nói đùa vui một câu rằng đó là không sợ Triều Vấn phun đô, chỉ sợ là Triều Vấn phun nội tài. Tém mình tuy là không có đỡ đòn ở đường ta thân, à nhầm, đó là đỡ đòn ở đường rông, nhưng mà thời điểm hiện tại thì cũng có khá là nhiều lợi thế rồi.
Ông tổ tém mình thì hơi bỏ trù một xíu và dốc cỡ tém bàn thì tận dụng thời cơ rất chi là tốt. Và này thì tém địch đó đã đang ép đường bịt nhá, mình sẽ ra hỗ trợ tém này. Và này mình sẽ rình rập đấy, á thú tém mình thì chuẩn bị lên rồi và chắc chắn thì pha này đó là sẽ có màng hay trắng. Ôi thôi xong rồi, đúng quá anh em ạ. Pha này thì ý xa tém địch thì quăng con tí đi cực kỳ là chuẩn luôn. Mình dính ngay đó là cái tí đi và choáng trong vòng, đó là rất chi là lâu. Đây là mình sẽ lùi lại một xíu và tém mình thì đã đó là thành công trong việc hạ gục tém địch. Ở trận đấu này thì mình sẽ lên đó là phun đám cho đó là Triệu Vân nha anh em, phun đám chỉ màng luôn. Thì để sức sát thương phun đám chỉ màng của Triệu Vân thì khủng như thế nào. Thực tế thì Triệu Vân lên theo thiên hướng này thì không còn đó là một đấu sĩ nữa, mà sẽ biến thành đó là một sát thủ thực thụ. Sóc đám thuộc dạng là bậc nhất luôn, có khí Ngô Khống và Dũ Cá cùng gọi đó là Triệu Vân băng cù luôn. Triệu Vân thì anh em cũng có thể lên theo hướng đó là nhiều trang bị khác nhau. Ví dụ theo thiên hướng đấu sĩ chống chịu một xíu khi mà anh em chơi chất thực sự tốt. Hoặc là theo thiên hướng đó là sát thủ thì giúp đó là anh em bắt đó là sát thương chủ lực của tém địch bốc hơi trong vòng nửa nốt nhạc luôn. Thì cái đó thì cũng phụ thuộc vào trận đấu và phụ thuộc vào đó là kỹ năng của anh em nữa. Ok, pha này thì mình sẽ rinh rập đấy xem nha. Hiện tại thì tém địch khá là thấp máu, thì mình sẽ rinh rập đấy, đó là xem có con mồi nào đi qua hay không. Hiện tại thì 4 người của tém địch thì đang tập trung ở đường tà thần này. Ná tém địch thì vẫn đáng con đó là tích cực đầy lẻ. Mình sẽ ping cho đồng đội đó là tiến công lên. Và hiện tại thì đồng đội mình cũng bắt đầu đó là tiến công rồi. Mình rinh rập đấy đó là bắt nhẹ víu lại tém địch một xíu. Ok, tiếp theo làm gì đấy? Tiếp theo thì quay ra bừa một cái ulti vào đầu của đó là dốc cỡ tém địch lên bảng điểm số luôn. Tiếp theo thì hai người còn lại nữa thì cũng không có cửa để chạy nữa rồi. Đấy, theo thiên hướng đồ này thì anh em theo thiên hướng đó là sát thủ rinh rập. Thì nhiều anh em đó là bảo đó là toàn là chiếc cắn trộm. Thì thực tế thì mỗi chất tướng có một cách đánh khác nhau. Ví dụ như Richter chẳng hạn, nếu mà Richter anh em không vào lung thì thực sự anh em đó là phế đi một chất tướng. Hoặc là như Dũ Cá hoặc là Ngô Khống, anh em cứ lao ra trực diện thì chắc chắn đó là điều không nên. Nên là việc đó là anh em bảo đó là theo thiên hướng đó là chơi kiểu cắn trộm, thì cho dù đối phương như thế nào đi nữa, nếu mà đối phương chửi mình thì tất nhiên đó là đối phương đang ức chế và đối phương đang sợ hãi. Nên là điều đó anh em cứ vô tư mà chơi. Tém bàn thì bắt đầu đó là có ý định đó là chửi nhau rồi. Thời điểm hiện tại thì thực sự Triệu Vân đang rất chỉ là khỏe nhá, tuy là bị giảm sức mạnh một xíu nhưng mà anh em biết cách chơi một xíu thì với Triệu Vân gánh tím cũng cực kỳ là dễ dàng. Ở trận đấu này thì mình sẽ mang một bảng ngọc đặc biệt cho Triệu Vân một xíu khi mà mình đó là thử đám chỉ màng như thế nào. Ngọc đỏ mình lên cho anh chàng Vân Cá đó là 5 viên công vật lý xuyên giáp. Và 5 viên đó là tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang. Ok, pha này thì mình thấy đó là bóng dáng ná này. Rồi ná tém địch. Uầy, anh em thấy gì không? Ná tém địch thì bốc hơi trong vòng đó là một nốt nhạc luôn. Tuy là mình chỉ mới có đó là 3 món đồ thôi. Cái sức sát thương anh em thấy thì quá là lớn dành cho đó là Triệu Vân rồi. Thì quay trở lại nói về bảng ngọc một xíu. Về bảng ngọc đỏ thì vậy rồi, còn bảng ngọc tím thì mình sẽ lên ra sao? Mình sẽ lên cho nó đó là 3 viên hút máu và 7 viên đó là tốc đánh tốc chạy. Còn ngọc xanh mình sẽ lên cho nó đó là công vật lý và xuyên giáp. Và này thì lại rinh rập theo thiên hướng sát thủ tiếp ra bùa một phát thì mình thấy đó là tí ni cũng như đó là ý sát của tém địch thì bốc hơi không thấy một cái gì trên bản đồ nữa. Ná tém địch thì vẫn đáng con, đó là ý chí đầy lẻ rất chi rất tốt đấy. Mình thấy ná tém địch thì chơi thì có vẻ là không được đó là hay, nhưng mà cái ý chí đầy lẻ thì cực kỳ là tốt. Đầy lẻ ở đường rồng chám thì bây giờ đầy lẻ ở đường ta thân xế giá.
Với build đồ này thì thực sự mình vẫn hơi kế đó là bên kia đó là Joker một xíu nhá. Bởi vì Joker thì là một chất tướng có thể khắc chế sát thủ cực kỳ là tốt. Bởi chiêu 2 Joker thì nề đó là đám vật lý nhá. Kèm theo đó thì cái bóng cười cũng cực kỳ là khó chịu nữa. Nhưng không sao cả anh em ạ, mình sẽ lựa chọn thời điểm đó là vào bắt đó là Joker cùng như là các sát thương chủ lực khác của team địch. Và này thì tỷ lệ của team địch liều có chạy được hay không? Uầy, anh em thấy đám gì không? Đánh phạt thương chỉ mang kia lên bảng điểm số ngay lập tức. Thần thánh danh chó đó là anh chàng Vấn Cá rồi. Hiện tại bây giờ thì lượng đám của mình quá là khủng đi. Đám chỉ mang thì cũng khá là tốt rồi. Nói về Triều Vấn một xíu, hiện tại bây giờ mình đã có đó là 16 điểm nội tài rồi. Thì khi mà anh em phún cái điểm nội tài này thì lại càng bá đạo hơn nữa nhá. Bây giờ mà một ulti của mình vừa có sát thương chuẩn, thêm đánh thương một phát nửa ra chỉ mang nữa, thì mình tin chắc rằng na tem bàn là không kịp mùa luôn. Rồi na tem bàn thì đang rinh rập một đấy đấy, thì mình sẽ lùi lại một xíu. Điểm yếu của Triều Vấn thực tế là rất chưa tiêu hao năng lượng. Bởi vì khi sử dụng chiêu thức nhiều thì Triều Vấn đó là tiêu hao lượng năng lượng cực kỳ là lớn. Nếu mà anh em không có búa sánh trong việc đi rừng thì cực kỳ là khó để có thể chơi được. Nên là việc búa sánh đối với Triều Vấn không thể nhường cho bất kể vị tướng nào khác nhé. Về phù hiệu dành cho Triều Vấn thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu đó là Má Tính. Cấp 1 thì mình sẽ lấy cho nó đó là tăng sát thương, cấp 2 cũng vậy, và cấp 3 mình sẽ sử dụng cho nó Má Tính. Còn về phụ cấp thì mình sẽ lấy cho nó một cái liêm đoạt mệnh và hào học phù thì tấn công. Ok, pha này thì lại một pha theo thiên hướng đó là rinh rập nữa. Và chắc chắn thì pha này mình rinh rập sẽ thành công. Rồi pha này thôi, thịt thì bắt tạm thằng này luôn. Tiếp theo thì đó là Violet Tem Đích liệu có chạy được hay không. Nhưng mà cáo thì đang đuổi theo và cái kế thì kéo cáo Tem Minh đạt thắng. Đó là Violet của Tem Đích. Bây giờ thì quay trở lại đó là bắt xà thù, đó là dốc cớ cùng như đó là ná rốc của Tem Đích nhá. Dốc cớ chạy đấu, đuổi nhẹ một phát này. Và này thì mình sẽ chiêu một phát nữa. Này thì ná nhảy đen. Ná Tem Ban thì có vẻ là cũng khá tư tính một xíu đấy. Dám nhảy đen luôn. Được cái chạy nhanh thôi anh em ạ. Ná bây giờ thì được cái là chạy nhanh thôi. Mình công nhận là nó chạy nhanh hơn mình nhá. Mình không đuổi kịp đâu. Thì nói về phù hiệu một xíu, mình thấy là nhiều anh em ví dụ chơi á thú chẳng hạn lên bộ phù hiệu Má Tính, nhưng mà anh em chưa hiểu căn bản về đó là bộ phù hiệu đó phát huy sức mạnh. Ví dụ anh em lại thì anh em đến sử dụng đó là chiêu 1 và chiêu 2 trước, rồi anh em khi sử dụng chiêu cuối sẽ giảm thời gian hồi chiếu của các chiêu thức còn lại, thì quá đó giúp anh em sẽ phát huy tối đa sức mạnh của bộ phù hiệu đó nhá. Uầy, anh em thấy gì không? Violet Tem Địch bốc hơi trong vòng nửa nốt nhạc luôn. Chứ đừng có nói đó là một nốt nhạc nữa. Và dốc cơ Tem Địch thì cùng lên bảng điểm số. Những pha này mình có thoát được hay không? Mình không thoát được rồi anh em à. Khi mà lượng máu của mình thì quả là thấp rồi. Nhưng mà không sao cả, dù sao thì Tem Minh đó là cùng có một phát quẹt sạch. Và liệu trận đấu có kết thúc được ở đấy hay không? Nhưng mà lượng đám sát thương vào trụ của á thủ thì khá là ít. Hơn nữa thì mịt Tem Địch thì cũng ra rồi. Pha này thì chắc có lẽ là trận đấu vẫn chưa kết thúc được. 12-10, cái đi ấy thì cũng khá là đẹp rồi. Thì thực tế thì bây giờ lượng đám của mình anh em có thể thấy thì chỉ cần một bữa nhẹ nhàng thôi. Víu là Tem Địch không kịp lồn luôn. Nhưng mà bù lại thì mình rất chỉ là mong manh và dễ vỡ nhá. Ở trận đấu này gió đó là mình sẽ tẹt đám một xíu, để là mình sẽ lên lối trang bị đó là phun đám nhưng mà cho lượng công vật lý dồi dào hơn. Còn nếu mà thực tế mà anh em sử dụng phun đám thì anh em sẽ lên cho nó đó là thêm giáp hồn banh cũng như là hoặc những món đồ khác, hoặc là phức hợp kiếm thái băng đó là cay nánh nữa, thì khi đó lượng đám của anh em cực kỳ là nhiều luôn, đánh vào tướng thì cực kỳ là thấm. Rồi pha này thì anh ta thân xế giá thì mình sẽ lại hỗ trợ tem luôn.
Đấy, đám chỉ màng bây giờ đã lên đó là 6k7 chỉ màng rồi. Nào các rốc tem địch thì chát cấu. Đó là lên đồ như vậy thì ai chơi triều vấn. Quá là khủng, đúng không anh em? Vio là tem địch thì cũng có ý định, đó là đang ăn con rồng thì mình sẽ lên đó là hỗ trợ luôn. Rồi, bắt tạm đó là Vio là tem địch bốc hơi này, tiếp theo là ai? Tiếp theo thì ná tem địch thì cũng không đó là kịp mùa nữa. Thôi, làm nhẹ đó là con rồng, đấy, đám chỉ màu của mình kìa. Ui, 7k2 đám chỉ màng kia anh em. Anh em thấy đám khủng nhật chưa? 7k2 đám chỉ màng dành cho Triều Vấn. Nếu mà anh em thấy khủng rồi thì đừng quên đó là một like và một đăng ký kênh. Còn nếu mà chưa khủng thì cứ comment phía bên dưới. Ok, cảm ơn anh em rất chỉ là nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ thả con rồng tiến phóng để lấy cái trụ con lại. Và lên đó là kết thúc trận đấu luôn nha anh em. Ok, pha này thì lao vào và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc ở đấy rồi. Bởi vì tem địch thì lên bảng điểm số đó là 2 người rồi. Mình sẽ bắn vào trụ và chơi luôn. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Nếu mà thấy hay thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh. Bye bye, chào anh em nha.